Đưa đây. Rồi, ok. Bây giờ quay là một không biết luôn. Rồi, chúng ta cùng xem bài nha. Bây giờ thử cho mỗi bạn dịch thử câu. Cô sẽ phân tích ra xong rồi cô để cho các bạn dịch thử nhé. 60세. Nếu mà dùng C á, thì chúng ta lại dùng số đếm thì hẳn hẳn 60세 윤정미 육추만에 8kg. Chúng ta có thể dùng từ kilo thôi cũng được. Nếu như nói như kiểu mình á, kilo kilo ha, thì bên đó người ta cũng có thể dùng là kilo kilo ha. Kilo vẫn được nha, thay vì mình nói là kilogram thì bây giờ mình sẽ dùng gọi tắt đi là kilo vẫn được. Cân nhân kilo cân nhân, chúng ta đọc nó là cân nhân nhé. Kilo và cân nhân nha, cân nhân. Rồi, Shifonian Chen, One Piece Mata là cái cô mà Yun Young Mi, 60 tuổi, làm sao, cô bảo là gì nhỉ? Tôi giảm 8 kg chỉ trong 6 tuần, mặc vừa cả cái đầm liền của 15 năm trước. 15 năm trước, cô sẽ phân tích ngữ pháp xong, rồi bắt đầu cô cho các bạn thử đọc dịch thử nha. 60세의 나이에 체중 감량에 도전한 아나운서 윤정미. rồi nữa nha, cô đọc lại. 60세의 나이에 체중 감량에 도전한 아나운서 윤정미가 6주 만에 8kg 감량 소식을 전했다. 60세 là dạ, tuổi 60. E đại là gì? Đại e là ở cái độ tuổi, ở cái độ tuổi ha. Chê chung khám nhang, chê chung khám nhang là gì ạ? Giảm thể trọng hoặc giảm khí. Giảm thể trọng này, giảm khí này. E tố chân hà tà là gì? Thử thách trong cái việc gì? Thử thách trong cái việc gì? Announcer là MC, MC hoặc là phát thanh viên. Announcer là cái nghề, nghề của người ta là nghề nói đó. Announcer, MC hoặc là phát thanh viên. Nhưng mà thường chúng ta hay gọi là announcer là MC nhiều hơn. MC. Yunyeong Mika, 6주 만에 trong vòng. Chúng ta có từ man là trong, chỉ. Mane là chỉ trong, chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn nào đó ha. 8 kg khám nhận, khám nhận là giảm xuống này. Số xích là gì? Tin tức. Cho nét là gì? Cho nét là kiểu như là gì ạ? Người ta chuyển chuyển đến cái tin tức, truyền tin. Số xích cho nét ta, người ta đã truyền tin rằng ha. Số xích cân cho nên ta ở đây truyền nè, hoặc là truyền đạt nè. Rồi, bạn Nguyệt thử dịch thử câu đầu thử. Cứ dịch đi xong rồi có gì cô hỗ trợ Vâng. Ở độ tuổi 60, phát thanh viên Jun Yong Mi trước cái thử thách giảm cân ở độ tuổi 60 thì đã truyền cái chỗ này em thấy nó cứ làm sao ấy. Truyền tin rằng là cái người ta đã truyền tin rằng là
phát thanh viên Jun Dong Mi trước cái thử thách giảm cân ở độ tuổi 60 đã giảm được 8 kg chỉ trong 6 tuần. Đây là dịch nó hơi khác nghĩa một tí. Ở đây cái cô này á là chủ ngữ đúng không? À, thì chúng ta có thể là gì? Nếu là cái nội dung chính của nó là cô này đã đăng tin về cái việc này ở trên trang Instagram. Vâng. Giống như kiểu là gì? Cô đang truyền đạt một cái thông tin gì đó. Cho nên là chúng ta cũng có thể gì? Cô ấy đang truyền tải cái tin, truyền tải cái tin tức rằng. Dạ.
Động từ mà kết hợp với lại chi một tha tạ có nghĩa là gì ạ? Không thể làm gì, không thể làm gì thì nó không nỡ làm cái việc gì đó trong trường hợp này ha. Porichito một thảo cổ à, ở đây ta có từ tô như kiểu như là nhấn mạnh lên một tí, bỏ đi thì cũng không nỡ, bỏ đi thì cũng không nỡ kiểu vậy ha. Một khi tả, chúng ta có cái từ một khi tả thì có nghĩa là một khi tả là gì ạ? À, đã để đó, để một góc rồi, để yên, để một góc, kiểu cũng thể mình có thể nói là gì, để yên một xó ha. Và chúng ta có cái ngữ pháp là gì ạ? A ơ tu tả, a ơ tu tả, động từ kết hợp với a ơ tu tả thì cũng kiểu như là bằng với lại a ơ nột thà, a ơ nột thà. À, người ta đã đặt sẵn để đó rồi, tu tà thì là đặt để ha, nột thà cũng là đặt để, thì hai ngữ pháp này nó giống như nhau, tức là đã làm sẵn cho vào để đó rồi, làm sẵn cho vào đồ để đó. Thì bây giờ là một khi tà kết hợp với ao tu tà thì mình thành gì, một khi tu tà đúng không, một khi tu tà thì ở đây là gì ạ? Đã để trong góc rồi, đã để trong góc nghĩ sao 15 năm rồi mà, thì nó đã là cái việc đã hoàn tất ở trong quá khứ rồi đúng không, đã được để sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta gặp lại ngữ pháp gì mà hôm trước cô cho nhỉ? Quá khứ ad autem, hồi tưởng ad autem đúng không, hồi tưởng lại cái gì đó, hồi tưởng lại cái gì đã từng, đã từng 15 năm trước. One piece, one piece các bạn hiểu là một cái đầm liền, one piece là một cái đầm liền, mà thường là gì ạ? Đầm liền mảnh, từ mình áo mà họ may liền mạch từ vai cho xuống đầu gối chẳng hạn thôi. Có những chiếc váy là gì, chiều dài nó sẽ đến là gì, ống chân hoặc là tới mắt cá luôn, tùy kiểu dáng ha. Nhưng mà nói chung là kiểu đấy gọi là quân thiết sư, và thường là đầm ôm vào người ha, đầm cũng ôm ôm vừa phải chứ không phải ôm ôm bó sát, như kiểu đầm đầm body nó khác nha, nó thoải mái hơn đầm body. Bà có thể là lịch sự để mà mình mặc đồ công sở nha, lịch sự để mặc đồ công sở đó. Đầm liền, one piece suit, chúng ta nói đầm liền. Mặt tà ở đây là cái từ gì ạ? Mặt tà thì có nghĩa là mặt tà thì có nghĩa là nó có nhiều nghĩa lắm nha. Nếu như mà là món ăn á thì nó là nghĩa gì nhỉ? Mặt tà thì là vừa miệng ha, nhưng mà ở đây quần áo á, thì nó là phù hợp hoặc là vừa vặn. Mặt tà nếu là món ăn á, thì là vị của nó là vừa miệng nha. Còn ở đây quần áo thì chúng ta dùng từ là vừa vặn, vừa ha. Tè ê mà chân tè, động từ mà kết hợp với ư rư rồi tè là khi hoặc là trong khi làm gì, động từ mà kết hợp với ư rư tè trong khi làm gì ha. Mà chúng ta thấy là tè đến ê, ê là cái việc gì đó nó thuộc về, nó thuộc về hoặc là nó thuộc vào cái thời điểm đó mà chúng ta đang nói. Cái việc gì, cái cảm xúc gì đó nó thuộc về cái thời điểm mà chúng ta đang nói của unite đó. Trong khi, khi mà cho đi thăm Iran, mà cái chữ Iran này kiểu văn nói nhé các bạn, văn nói thường thì chúng ta sẽ nói là Ida cô hàm trà hay là gì đó, nhưng mà ở đây là câu văn nói mà họ cái kiểu văn nói của người ta là charitamiran, là gì ạ? Charitata đây là cái tâm trạng mà người ta sẽ thể hiện khi mà người ta đang ở vào cái khoảnh khắc đó, nó kiểu như là gì ạ? Hồi hộp nè, ngợp thở nè như kiểu dạng có cảm giác thì tê dại nè, rồi gì ạ? Hồi hộp là giống như là mình ngừng thở luôn á, nó hồi hộp đến cái mức độ đó ha. Nhưng mà kiểu như là người ta không ngờ tới cái cảm giác mà nó hồi hộp, nó ngập thở mà người ta không ngờ tới luôn á. Nhưng mà gì, như kiểu là người ta không 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 nghĩ được đến cái tình huống là như vậy ha. Charitamiran, thì nguyên cái từ mà charitata, đáng lẽ cái từ gốc của nó là charitata thôi nhá. Thì là cái cảm giác mà cô vừa nói là gì, hồi hộp đến ngập thở, hồi hộp đến ngập thở. Nhưng mà ở đây là gì, cái câu người ta hay diễn tả là gì, charitamiran, nếu như nha ở trong văn người ta hay nói viết hay viết á, thì charitamiran thì đến chỗ chữ ham á là bắt đầu người ta sẽ đóng dấu hoặc kép vào, xong rồi để từ Iran đằng sau. Nhưng mà ở đây thì người ta để
mức ngộp thở, hồi hộp đến mức ngộp thở. Te hát sen te, à chúng ta có gì, cái thời điểm và te là gì, là cái thời nào đó, cái thời điểm nào đó, hoặc là khi tôi còn là, ví dụ như khi tôi còn là học sinh, khi tôi còn là sinh viên, à, sinh viên đại học. Momuke, momuke là trọng lượng cơ thể nha, tại vì câu này nó là liền mạch luôn cho nên cô đi hết hai ba đoạn luôn. Momuke là trọng lượng cơ thể. À, ro, chúng ta có từ ro torakata, uro đó, uro trở về, torakata. À nếu như mà chúng ta đặt trước là một cái địa điểm nha, trước uro là một cái địa điểm, thì là trở về đâu đó, trở về đâu đó. Còn đó là gì? Momuke ro là trở về cái gì? Cái cân nặng. À, cái trọng lượng cơ thể. Rồi chúng ta lại gặp đến ngữ pháp gì đây? À, ngữ pháp này á, động từ hoặc tính từ kết hợp với uni. Thì trong trường hợp này nó có nghĩa là vì nên. Uni, vì nên. Thì câu này bạn Khánh nên dịch là gì? Vì. Từ chỗ mà Thurakata đổi về trước, sau rồi bắt đầu mình mới dịch sang cái vế sau. Vì nên ha. Bom to, bom to. À, mồm tổ, mồm tổ. Đây là văn nói nhưng chúng ta viết được như thế này. Còn như bài của bạn Nguyệt á, hồi chiều gửi cho cô á, và cô có nhắc đến cái đoạn mà nó bị sai á, à, đó. Thì văn viết mình phải viết cho nó chỉnh chu. Văn nói thì sao cũng được nha. Nhưng mà văn viết là phải viết câu cho nó chỉnh chu. Mồm tổ, mồm tổ. À, mồm là cơ thể, diện mạo. Mồm là gì ạ? À, cái trạng thái tâm lý nè, tình cảm nè, mầm, nó nhiều nghĩa lắm, tấm lòng nè, tâm trạng nè, rồi kiểu là gì ạ, tình cảm. Chúng ta có từ tô, tô ở đây là gì ạ, vừa cái này vừa cái kia, cả cái này cả cái kia. Chimachita, chúng ta có cái từ chanta là gì, chanta là trẻ trung, chanta là trẻ trung. Nhưng mà chúng ta có ngữ pháp gì ạ? Tính từ mà kết hợp với a o chi ta thì là trở nên như thế nào, cái trạng thái của nó dần chuyển là dần dần trở nên như thế nào. Chúng ta là trẻ trung. Chúng ta chi ta là trở nên trẻ trung, trở nên trẻ trung. Rồi kibun, kibun ở đây thì cũng nghĩa là tâm trạng, nhưng cô nghĩ công cái phần này thì bạn Khánh sẽ nên là dịch cho nó thoát nghĩa ra. Không thể nào là gì, tôi ở vào cái tâm trạng là em có thể dịch thoát nghĩa chỗ này cũng được, em có thể dịch thoát nghĩa. Lúc nãy cô có thử dịch thì có cái chỗ này là cần phải có thể là dịch thoát nghĩa đầu tí, hoặc cũng có thể là để là đang ở vào cái tâm trạng, hoặc là cái khí thế. Kipun là tâm trạng hoặc là khí thế. Cái từ tâm trạng cô dịch ở đây cô thấy nó cũng sao sao á, nhưng mà mình sẽ tìm ra giải pháp. Đại ca, ôi giời, cháu cô nó đang bú bình á, mà nó chống đối á, nó gào ầm ĩ lên. Đại ca yuksip binde. À, chúng ta gặp ngữ pháp thì cả ngữ pháp là gì? Ita binde thì ở đây nha. À, chúng ta có động từ ita. À, ita. À, mà khi mà kết hợp với lại niende, kết hợp với lại niende. Ở đây các bạn nhớ cô là đây là ngữ pháp mà người ta đưa ra. Thường là gì? Đứng ở giữa câu nha, đứng ở giữa câu. Nhìn đề, nhìn đề thì chúng ta các bạn sẽ ở thấy nó ở những cái dạng như sau. Nhìn đề này, nhìn đề này, hoặc là gì? Đề, đó. Thì nó có ở giữa câu, ở trạng thái như thế này. Là gì ạ? Họ sẽ đưa ra một cái hoàn cảnh, một cái ngữ cảnh là từ cái vế nhìn này đổ về trước. Là nó đưa ra một cái ngữ cảnh như thế nào đó, sau đó thì nó dẫn đến cái kết quả ở phía sau nde. Ví dụ như cô cho câu như này. Đánh shika chu nde. Chu nde. Coat rul ipseo. Trời lạnh đấy. Mặc áo khoác vào. Trời lạnh đấy, cái hoàn cảnh đánh trước là gì, ngữ cảnh đánh trước là gì? Trời lạnh, thì vế sau người ta đưa ra cái câu là gì? Mặc áo vào, đưa ra cái ngữ cảnh đằng trước, rồi bắt đầu họ đưa ra cái mà cái yêu cầu hoặc là cái mệnh lệnh hoặc là chỉ
là đơn giản là một cái nó kéo theo cái bên đằng sau, kéo theo một cái hệ quả đằng sau, hoặc là hệ quả hoặc là kết quả chẳng hạn. Đó. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy là gì? Nãy cả Yoshi tính đề là tuổi thì tôi cũng đã 60 rồi, tuổi thì tuổi 60 rồi đấy ha. Chikumi, chikumi. Bây giờ chain yeputanen man pinman. Chain thì nó bằng với khoa trang ha. Chain thì bằng với lại khoa trang là nhất đúng không? Chain và khoa trang là nhất đúng không? Yeputa. Yeputa. Ở đây á, thực ra nếu như cái định ngữ mà chúng ta có yeputa mà kết hợp với lại định ngữ như bình thường chúng ta thấy á thì là gì ạ? Đó là yepin đúng không? Yeputa là yepin. Nhưng ở đây á họ để luôn từ tà thì chúng ta kết hợp với nên nha. Yeputa nên nó cũng là dạng định ngữ, nó cũng là dạng định ngữ. Nhưng mà họ sẽ để đầy đủ câu là yeputa nên mà thì vẫn là gì ạ? Cái câu nói gì đó. Trên yeputa nên đẹp nhất, đẹp nhất. Thay vì là gì chúng ta để là yepin mal yepin ha. Yepin tức là câu này trên yeputanen mal. À xin lỗi, không phải. Không phải là định ngữ mà kiểu như là nó cũng là một dạng tường thuật nha. Tường thuật chứ không phải định ngữ đâu, cũng nhầm rồi. Mal ở đây là cái câu nói rằng là cái câu nói là ha, chứ không phải định ngữ nha. Định ngữ thì chắc chắn nó phải là yepin rồi. Ở đây cũng nhầm rồi. Man là câu nói. Câu nói rằng là như thế nào ha? Thì pin man ở đây là gì? Kiểu như là nói khoác hoặc là kiểu như là nói nó dư thừa. Pin man nó hơi là dư thừa này. Pin man là sáo rỗng. Chúng ta chú ý câu này nó có sự kết hợp của từ pita. Pita ở đây là trống rỗng nha. Pita ở đây là cái sự trống rỗng. Còn man là lời nói ha? Man nghĩa là lời nói. Mà ở đây là gì? Pin man đáng lẽ là gì? Pin pita cộng với nhiên á thì thành định ngữ, nhưng mà nó ghép lại hai cái đó thì nó thành một danh từ ghép. Nó thành một danh từ ghép hai từ đó vào thì nó thành một danh từ chứ, xin lỗi, không phải một danh từ ghép mà nó thành một danh từ. Pin man ở đây là gì ạ? Lời sáo rỗng hoặc là cái lời mà nó không đâu vào đâu cả. Anikecho. Chắc là không phải chứ. Chắc là không phải chứ. Anikecho. Chắc là không phải chứ. Ranen, ranen, kul là cô này viết một cái đoạn gì đó, nói rằng là, tức là người ta kể lại cái đoạn đó thôi ha. Cô này viết một cái đoạn văn là nói rằng như thế nào. Qua hàm kề, chúng ta có từ qua hàm kề, cùng với cái gì? Qua hàm kề có nghĩa là cùng với. Danh từ mà kết hợp với qua hàm kề, qua hàm kề cùng với cái gì? Cùng với cái gì? One Piece를 입은 사진을 공개했다. 공개 ở đây là gì ạ? Đăng công khai, public ha. Đăng công khai, chia sẻ công khai một cái tấm hình mà mình đang mặc một cái đầm liền đó. Đó. Rồi, bạn Nhi thử xem là bạn Nhi dịch cái đoạn này như thế nào. Bạn Khánh. Dạ là phát thanh viên chuyên dân Mi đã thân thông tin trên Instagram cá nhân vào ngày 22, chỉ trong 6 tuần đã giảm cân thành công 8 kg. Bây giờ nha, mình diễn tả cái tâm trạng nào, diễn tả cái tâm trạng là gì? Mình hồi hộp khi mà tôi mặc vừa. Vì hồi hộp á, anh đã mặc vừa chiếc đầm liền 15 năm trước đã bỏ đi một xó, không thể bỏ đi vì hối tiếc. Để xem. Và rồi nha, tôi gì hồi hộp đến nghẹt thở khi mà tôi đã mặc vừa cái đầm liền mà tôi đã bỏ xó 15 năm trước. Thực ra bỏ xó thì nghe hơi tội hơn.
Nêu là đuôi cái câu mà từ cảm thán. Nêu đuôi cái câu cảm thán nha, đuôi cái câu cảm thán. Tâm trạng trở nên trẻ trung và hài lòng với cơ thể trở về môn cân nặng khi 15 khi là trẻ sinh là sinh viên đại học. Vâng, em nghĩ là dịch theo kiểu dạng thể chất với tinh thần đấy nó hay hơn. Vâng. Bây giờ ở tuổi 60 á, mọi người cứ nói tôi là mọi người cứ nói tôi là đẹp nhất. Là sao rộng. Dạ, hình ảnh công khai mặc cái đầm liền cùng với lời viết của cô. Quá cho nên là tôi không nỡ bỏ đi, nhưng mà chỗ này
tôi đã gì nhỉ, hồi hộp mất ngạt ngạt thở ngộp thở khi mà tôi đã mặc vừa tôi khi mà cái đầm liền của 15 năm trước, cái đầm liền của 15 năm trước mà gì ạ, vì tiếc quá tôi không nỡ bỏ đi và đã để một góc, để trong một góc, và tôi ngộp thở tôi ngạc nhiên đến mức ngộp thở khi mà tôi mặc vừa. Tại vì sao? One piece suit ở đây lúc này, one piece suit ca, cho nên chúng ta sẽ dịch cái one piece suit ca trước ha. Chúng ta sẽ nhắc đến cái đầm liền đó trước rồi mới đến cái trạng thái mà cô này đã động đến cái đầm liền đó. Tức là gì ạ? Cái đầm liền mà 15 năm trước vì bỏ đi thì tôi tiếc quá, bỏ đi thì tiếc nên tôi không đỡ vứt đi, mà tôi đã để một góc. Thì tôi ngạc nhiên đến mức ngộp thở khi mà tôi đã mặc vừa nó. Rồi sao ạ? Vì tôi trở về được cân nặng vào thời sinh viên, cho nên là gì ạ? Tâm trạng của tôi lúc này là gì? Trở nên trẻ trung cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã 60 rồi, tôi đã ở độ tuổi 60 rồi, nhưng mà bây giờ thì những cái lời nói là gì? Tôi đang là độ tuổi đẹp nhất thì chắc không phải là lời nói sáo rỗng đâu nhỉ? Không phải là lời sáo rỗng, không phải là lời dư thừa đúng không? Bởi vì nó là sự thật, đúng không? Bởi vì nó là sự thật. Và các bạn có công nhận một điều là gì? Mỹ phẩm của Hàn nó cực tốt, nó tốt đến mức mà có rất là nhiều người tuổi rất cao nhưng mà da họ cực kỳ đẹp. Và bật mí cho các bạn một điều là gì? Nam nhân Mỹ Nam của Hàn Quốc là người ta xài mỹ phẩm còn nhiều hơn nữ nha. Người ta xài mỹ phẩm còn nhiều hơn nữ. Bởi vì đặc thù cái khí hậu của họ nó quá khắc nghiệt. Nếu như bạn không xài, nếu như bạn không xài thì da bạn nó sẽ nứt ra hết. Cho nên là gì? Mình có thể thông cảm là vì lý do thời tiết nha. Trời mà nắng thì nắng quá gắt. Và trời mà lạnh thì lạnh quá, lạnh đến mức mà giống như là kiểu như là các bạn thử nghĩ coi, một cái đất nước mà người ta coi trọng ngoại hình và coi trọng thẩm mỹ như vậy thì các bạn nỡ lòng nào mà các bạn nhìn thấy người khác, các bạn nỡ lòng nào mà để bản thân mình hay là thậm chí là gì để những người xung quanh bạn mà kiểu như là để một cái mặt mà nó nứt nẻ, môi khô nứt nẻ mà đi làm không? Không bao giờ, đúng không? Các bạn sẽ nảy sinh một cái ý tưởng là gì? Tư vấn cho người này người kia một cái sản phẩm tốt rồi sao ạ? Người ta sẵn sàng làm những cái sản phẩm dành cho nam riêng, nữ riêng nữa, bởi vì cái trạng thái da của mỗi người nó khác nhau nữa, đúng không? Nam nữ khác nhau nữa. Rồi thường là gì ạ? Nam thì thường lười uống nước hơn nữ nữa, nên là sản phẩm nó cũng sẽ đặc thù hơn. Và ngày xưa cô đi làm tình nguyện á, hồi đó là mới ra trường mới đi làm thôi thì cũng chưa nhiều kinh nghiệm, nên cũng có đi làm với các cái đoàn thiện nguyện ở dưới Long An á, Vĩnh Long nha. Vĩnh Long mà cô quên mất cái huyện đó rồi. Và đi hỗ trợ xây những cái ngôi nhà cho người khó khăn á, thì kết hợp với chính quyền ở đó, thì lúc mà bên dãy bên này á là nữ ở dãy khách sạn ở dưới đó, xong dãy bên kia là nam ở, thì có mấy anh chàng trẻ trẻ là sáng ra là hay mở cửa sổ ra cho thoáng, cái bên phòng này của cô là đối diện nhau mà, thì mình kiểu như mình ngại á, mình cũng ở bên phòng này thì mình cũng cười cũng chào, xong rồi hồi đó kiểu như là cũng chưa biết điệu mấy đâu mấy bạn, xong rồi cái hồi mà mới 2012 2013 thì mình nghĩ cũng bình thường thôi, nhưng mà xong rồi mấy ổng bôi kem chống nắng, mấy ổng đứng ở bên phòng bên kia nha, có mấy ông già đó thì già lắm rồi, 50 60 rồi, xong rồi bôi kem chống nắng đồ nha, điệu lắm, xong rồi ông kêu ông với ở bên phòng đó, ông gọi qua bạn cô, tại vì một phòng là có hai người ở, ông kêu là bôi kem chống nắng vô chứ lát đi tình nguyện nắng lắm, ông nói với bạn cô vậy á. Mà hai đứa con gái, xong rồi hai đứa bạn cô cứ nghĩ đơn giản là chắc bình thường thôi mà. Xong đến lúc trời ơi mới thấy sai lầm, mấy ổng đi ra ngoài nắng á, cái da ổng hửng hồng nó đẹp lắm kìa, 50 60 rồi, nhưng mà xong rồi ấy, vì sao ổng phải tặng cho bọn cô mỹ phẩm á, ổng thấy đi làm thấy thương quá tặng mà ổng cũng tặng. Thì hồi đó mới là ấn tượng với việc là gì, mỹ phẩm Hàn nó tốt cỡ nào luôn, trời ơi người ta già rồi mà da người ta không có lão hóa nha mấy bạn, nên là một phần là gì, nếu mà nó cô này trẻ cũng là nhờ mỹ phẩm nữa ha. Rồi đó, mình sang đoạn tiếp theo nha. Đến bạn Vân nha. Dùng, tức là bạn cô sẽ, bạn Vân vào xong nên tôi biết cô sẽ phân tích câu, xong rồi cô sẽ gọi một bạn lên dịch thử câu.
윤영미 아나운서는 재충 감량 후에 주변 내에서 나이가 60인데 어떻게 지금이 제일 예쁘냐는 말은 제일 많이 듣는다며 지금 몸무게가 대학생 때 몸무게다. 체중이 내려가니 몸도 마음도 대학생대로 돌아간 것 같은 기분이 들으면서 요즘 삶에 새로운 희망이 생기고 세월을 역행하고 있는다는 느낌이 든다. 이렇게 듣다. 든다라고 밝혔다. 저희 các bạn chú ý nha. Yến Dương Mi announcer là cái cô MC đó ha. Nói chứ cái tuổi về hưu của các nước khác á, người ta hình như là nữ là 65 rồi các bạn. Ở các nước khác á, ví dụ như là các nước công nghiệp á, bởi vì cái tuổi thọ của người ta nó tăng hơn á, nó cao hơn so với những năm về trước rồi á, cho nên là gì, để cho người ta kiểu như là gì, cô nhớ là có vài quốc gia người ta đã tăng tuổi thọ trong công việc á nha, tăng tuổi thọ nghề lên. Tiểu nhỏ nước mình là gì, 55, nước mình nữ là 55, thì nam là 60. Còn nước người ta là người ta tăng lên là gì, tăng lên là gì, nữ là 60 còn nam là 65 rồi. Bởi vì sao cái độ tuổi đó sao người ta vẫn minh mẫn lắm, bởi vì sao, người ta thích tập thể dục. Những cái người mà người ta thích cống hiến là người ta sẽ năng động, người ta duy trì sức khỏe rất là tốt. Và người Hàn Quốc á, là gì, hồi mà cô còn sinh viên đại học á, là cô thấy là gì, tại vì cái khí hậu ở Đà Lạt nó cũng lạnh lạnh mát mát giống như là ở bên Hàn Quốc á, nên là người Hàn Quốc người ta rất là thích ở. Và thường người ta sẽ dắt nhau đi bộ bờ hồ Xuân Hương một vòng như là người ta về. Ngày xưa là giáo sư mà dạy cô á, là thường hay đi với phu nhân của ông á, là cứ đi bộ một vòng bờ hồ hoặc là gì, sáng sớm á, họ sẽ dắt nhau đi chung quanh cái chợ Hòa Bình ở Đà Lạt á. Sau đó thì cái chợ buổi sáng thường là chợ đầu mối, các bạn nó rẻ là một nha, nó tươi là hai nha, và đi tập thể dục luôn đấy các bạn biết. Cái này là lớp em nè. Ok, ngày xưa các bạn biết không, một bó rau ngót mà ngày xưa cô đi học á, lấy ở chợ đầu mối đó nha, người ta vừa mới xuống một xe tải, một cái xe tải toàn là rau bồ ngót nha, có 1.500 một bó thôi hồi cô sinh viên á. Xong rồi người ta mang vào trong tất cả là người em á. Xong rồi hả, đến khi mà người ta mang vào chợ đó, bắt đầu chợ sinh viên á, là người ta nó sẽ có thể là lên 3.000 hoặc 5.000 một bó rồi đó các bạn, tùy người bán đó. Cho nên là hả, hồi đó cũng siêng lắm nha, nhưng mà đến mùa mưa là thôi, không có đứa nào thèm bước chân nào khỏi nhà. Mùa nắng mà trời hanh hanh thôi á thì còn đi siêng dắt nhau đi tập thể dục nha. Đến mùa mưa là cấm tiệt, không đứa nào thèm bước chân ra khỏi nhà luôn. Thế đến mùa mưa là y như rằng đứa nào mập ra thì á. Rồi bây giờ nha, chế chung khẩm nhang của quê sau khi giảm cái thể trọng, chú biên nế sơ là xung quanh, ở xung quanh, chú biên là xung quanh. Nãy có giúp sức tình đề, cái này biết rồi. Ở tốt kê, làm như thế nào, làm cách nào? Chị cứ bị chế thả phương nhà. Ở đây, cái từ nhà này có nghĩa là hỏi rằng là nhà là hỏi rằng là đó ha. Nhà nình mal, tức là những cái lời hỏi, những cái câu hỏi ha, chúng ta có thể hiểu là những cái câu hỏi rằng là ha. Rồi chế il nhỏ 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 chế il mani thinh nhân đạt, chế il mani thinh nhân đạt, nghe nhiều nhất được những cái câu hỏi như thế ha. Bia và ha, và chỉ cần bỏ mua kì ha, thế học sinh tế bộ mu kê tạ. Ở đây nha, bộ mu kê đó là trọng lượng đúng không, và chúng ta cộng với lại đuôi tạ, đuôi cái câu báo chí danh từ kết hợp với tạ luôn nha, danh từ kết hợp với tạ luôn các bạn nhé, đuôi cái câu báo chí danh từ kết hợp với tạ. Rồi đó là gì ạ? Bây giờ trọng lượng mà cơ thể của tôi là trọng lượng của cái thời sinh viên ha. Chế chung y để đưa khả nỉ ở vì chế chung y để đeo khả tạ, ký cân nặng nó giảm xuống, chủ ngữ là chế chung y nha, chế chung y cái cân nặng thì nó giảm xuống, cho nên là gì, bồn do mầm do để xem đe thì là khăn cơ tạ thân khí phun nhị. Ở đây là gì,
Kipuni mới là cái ý của câu này ha. Kipuni vì vì ở đằng trước là vì vì cân nặng nó giảm xuống, cho nên là gì, tâm trạng giống như là việc niên katten kipun, katten là giống như cái việc gì đó ha, katten tâm trạng bây giờ giống như là niên katten, xin lỗi không nhầm, chúng ta có động từ kết hợp với lại niên katten. Cà thả ở đây là ngữ pháp luôn nha, không phải là định ngữ gì hết, cô nhầm là định ngữ. Cà thả động từ á mà kết hợp với lại niên còn cà thả là ở đây là gì, dường như những hiệu ở trong quá khứ, dường như là có vẻ như là động từ mà kết hợp với lại niên thường là nó ở quá khứ, ví dụ là định ngữ mà đi với lại niên và ưng đó là ở quá khứ, thì trong trường hợp này động từ mà kết hợp với niên còn cà thả thì cũng là dường như là đã ha, dường như là tâm trạng bây giờ tôi cũng dường như là đã trở về như là cái thời trở về pro thủ la kata, trở về cái thời sinh viên tư rưm tuân miền sọ, cái từ tuân này á, nó giống như là từ ít tả hoặc là ca chi tả, có hoặc sở hữu, có hoặc là sở hữu, kachida kachida hoặc là kata, các cái từ này kipuni kata, kipuni tinda, kipuni itta, kipuni kachida đều có nghĩa là có hết nha. Tôi có cái tâm trạng như thế nào đó ha, nhân sơ động từ tính từ kết hợp với nhân sơ, vừa như thế này vừa như thế kia, vừa vừa ha, do chung sàn nề à, cuộc sống ý nào, do chung chứ không phải zombie, suốt ngày coi phim hoạt hình mà có zombie zombie mà nghe hơi nhạy cảm, do chung sai nè, chờ 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 yên nói lại thôi, do chung sai nè, trong cái cuộc sống, trong cuộc sống mà dạo gần đây nhưng mà hoặc là với cuộc sống gần đây hoặc là ở trong cuộc sống ngày nay gần đây, dấu chấm rất nhiều nghĩa lắm, ngày nay này, dạo này này, gần đây này. Seron hy mang, seron hy mang là gì, cái hy vọng mới, sen kỳ cổ có cái từ sen kỳ tạo đây là kiểu như là xuất hiện, sen kỳ tạo, sen kỳ tạo thì cũng có nghĩa là có, nhưng mà kiểu như là nó kiểu như là không phải là đơn thuần như kiểu ít tà đó các bạn, là nó nảy sinh, nó xuất hiện ra, nảy sinh ra. Chúng ta có thể dùng từ là có, nó sinh cái là xuất hiện này, nó có thể hiểu từ là nảy nở nữa, nó sinh cái tài đâu nhỉ, đến đây hả, seoul dọc hen hà tả, seoul dọc hen hà tả ngược dòng thời gian, seoul dọc hen hà tả ngược dòng thời gian, cô ít tả đang làm gì, cô ít tả đang làm gì, tả nên nhật kim là gì, nó cũng dạng dạng như định ngữ ấy. Có dạng như định ngữ ha, in ta nên it ta nên nikimi tinh đà, tinh đà ở đây chính là tinh đà nikimi tinh đà đó, nhưng mà khi mà nó kết hợp với lại niên đó thì ở đây là niên ta là cổ họ, niên ta là cổ thay vì nó là gì, niên ta hà cổ, niên ta đà cổ, cái câu tường thuật gián tiếp thì niên tinh đà kết hợp với niên thì nó mất đi liền và để biến thành tinh đà, tinh đà đà cổ bằng kia tà, tức là cô MC này đã nói rõ rằng là rồi, tại vì cô nói từ cái đoạn này cho mãi đến cái đoạn này cho nên là gì, bạn nhìn gì hết luôn ha. Rồi bạn Khánh chứ cứ nhầm tên Khánh ơi, à quên Vân, bạn Vân cứ dịch đi rồi cô hỗ trợ, cô MC này đã nói rõ rằng là sao nhỉ Vân nhỉ, đấy đấy mà đấy được rồi
No. Vâng. Cô MC Yunyong Mi đã làm sáng tỏ rằng sau khi mà cô ấy giảm cân, xung quanh cô ấy nhận được cái câu hỏi nhiều nhất từ xung quanh cô ấy là ở cái độ tuổi 60 thì làm thế nào để mà cô ấy được đẹp nhất như bây giờ. Và làm thế nào và cân nặng của cô ấy trở về và cái chỗ này là cân nặng bây giờ của cô ấy là cái cân nặng khi mà còn là sinh viên. Vì là giảm cân nên là giảm vì cân nặng giảm xuống nên chắc là cái tâm còn cô ấy có một cái tâm trạng giống như là đúng. Có tâm trạng giống như là được trở lại. Thế thì cái chỗ này dịch lại là vì giảm cân nên là cô ấy dường như là vì giảm cân nên là cái tâm trạng của cô ấy dường như trở lại cái thời sinh viên cả về thể chất và tinh thần. Nên là có một cái hy vọng mới xuất hiện ở trong cái cuộc sống của cô ấy ở gần đây. Và ngược dòng và đang ngược dòng với thời gian. Vâng ạ, có cái cảm giác là đang ngược dòng, đi ngược lại với thời gian. Vâng vâng vâng
라는 나이가 결코 là cuối cùng thì rốt cuộc thì 다이어트를 포기해야 하는 나이가 아니라고 생각한다. 나이 때문에 또는 나이를 핑계로 절대 포기하지 마시고 저처럼 도전하셔서 꼭 새롭게 펼쳐지는 인생의 기쁨을 경험하실 수 있었으면 좋겠다고 덧붙였다. 붙였다. 그냥 chỗ này là thiệt nhưng mình sẽ đọc là buchata, theo buchata. Tô là thêm vào đó thì cô MC là đã nói thêm rằng là buchata là thêm vào ha. Buchata là gì? Đã nói thêm vào ha. Đã nói thêm rằng là ha. 여자 나이 60이 되면, tức là phụ nữ mà cứ đến tuổi 60, phụ nữ mà cứ đến tuổi 60, hễ mà đến tuổi 60. 인생에 저무는 해라는 생각을 많이 하게 되는데, ở đây chúng ta có cái từ là 해라는, cứ mà 해라, kiểu như là đúng cái câu mệnh lệnh ra này, 해라 này, ơ ra, nó là cái đúng cái câu ơ ra. Hãy làm cái gì đó mà kiểu dạng văn nói. Ví dụ như là Pap mokora. Ăn cơm đi. Pap mokora. Nhưng mà cô giáo của cô ngày xưa kể, cô bảo là gì? Cô đi đến những cái vùng ở địa phương đó, ở Kiêng Sang Nam Tô. Rồi Trân La Nam Tô gì đó, người ta đọc khó nghe lắm. Người ta sẽ đọc là Pap mokora. Nó cứ có cái âm gì ở đằng cuối ấy, cô bảo là cô không nghe được. Nhưng mà sau khi mà cô làm việc ở đó một thời gian, thì mà cô tiếp xúc với họ ấy, thì cô nhái theo được cái giọng của họ, và kiểu như là họ cũng rất là quý ha. Và kiểu như họ nói nhanh thôi, nhưng mà khi nào mà mình thấy mình cái mặt ngu ngu là họ biết là không hiểu, rồi họ nói chậm lại, xong rồi họ nói từ từ, vừa nói họ vừa múa bay quay cuồng các kiểu để cho mình hiểu ha. Đấy, có cái hay của họ là gì, họ rất là thích giúp đỡ cho người khác, cho nên là gì, trong cái việc mà học ngoại ngữ thì nếu mà gặp đúng thầy thì thường là gì, thường là các thầy đó cũng rất là nhiệt tình dạy ha. Mà thường nhớ những thầy nào mà cấp mà càng cao là dạy càng dễ hiểu, thường những người nào mà cấp càng cao thì dạy dễ hiểu, bởi vì thường là cái mà họ trải nghiệm nhiều này, rồi thứ hai là cái mà họ thấm được những cái mà khó khăn của sinh viên học sinh ấy, thì thường họ giải thích cho nó kiểu mang tính từng trải nữa, mình nghe nó nhẹ nhàng dễ thấm. Mấy giáo viên mới ra trường á, học cỡ nào cũng dễ bị khớp lắm, tại vì họ mới ra trường, họ cũng làm sinh viên, họ mới ra trường thôi, tại vì cũng có cô cũng có học qua các cái cô mà thực tập rồi, thì cái thời mà sinh viên năm 2, năm 3 thì cũng gặp các cô đấy. Cô dạy cũng chậm thật, nhưng mà tại sao mình cứ cảm thấy nó không thấm bằng các thầy giáo sư nhé. Tại vì họ giảng là họ giảng luôn cả cái tinh thần và cái ý thức làm người nữa. Còn các cô mới ra trường đa số là dạy cho xong bài xong viết, đúng không? Và nhất là các cô Việt Nam nhé. Cái này là cô nói thật, chứ không phải là tại vì người ta chưa có từng trải, người ta không mang được những cái câu chuyện đời trong cái câu bài giảng của họ, nó không, mình cũng không thấm được nhiều. Kiểu như mình chỉ học cho xong nghĩa vụ cái là xong là thôi. Còn giáo viên lớn tuổi người ta thường chia sẻ quá, mình là mình thích mà mình cảm động ở những cái phần chia sẻ như vậy hơn ha. Đấy, rồi cho nên ở đây là gì, Pat McRae thì ở đây là gì, chờ muốn nên he đây nha. Ở đây chúng ta có từ là chờ muốn đã ở đây là gì, phải tự thích trải nghiệm đi, nó cũng giống như từ kiến không ha tà, nhưng mà kiểu như là gì ạ. 인생의 전부다. 전부다. Trong từ điển nó để cái từ gì nó chung cô ghép và có nó không hay. 전부다. 전부다. Đi qua. Nó dùng cái từ là gì ạ? Đi qua này. Trải qua chẳng hạn. Thì bây giờ mình kêu là gì? 인생의 전부다. Thời mình trả là gì? Trải qua, nhân sinh hoặc là cuộc sống.
cô hiểu nhưng mà cô không biết dùng cái từ nào để cho nó diễn tả hay này, kiểu như là gì ạ? À? Tức là phụ nữ mà đã 60 tuổi rồi á, à mà đã 60 tuổi rồi á, vì sao ạ? À? Là kiểu như là đã trải qua được, à, đã trải qua được cái gì nhỉ? Hà kê tuê tả, kê tuê tả được làm cho cái gì đó. Sen ga kuri mà ni hà kê tuê tả đó, giống như được nhồi vào đầu nhiều cái suy nghĩ như vậy rồi. À, được 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 có nhiều cái suy nghĩ, à, được suy nghĩ nhiều hả? Được suy nghĩ nhiều rằng là gì? À, hãy cứ trải nghiệm về cuộc sống đi. À, hãy cứ trải nghiệm về cuộc sống đi. Đấy là ý của cô nha, cô không biết là các bạn có cái ý khác cô không? Mà cái từ chờ mô tả đi qua, trải qua, ha? Hãy cứ trải nghiệm cuộc sống đi. Rồi. À, rồi vậy nha, đình tê này. À, thì ở trường hợp này á, trường hợp này thì cô có thể để nó là nhưng đi. Nhưng mặc dù ở vế trước thì là gì ạ, cái ngữ cảnh người ta đưa ra là như vậy ha, nhưng mà ở vế sau là gì, khoan hãng để từ nhân nha, mình nói tiếp này. À, đối với nhưng mà sau khi, à, thì cũng dùng từ nhưng mà rồi, nhưng mà sau khi mà tôi thành công trong cái việc e sừng không hà tà là thành công trong việc gì, chúng ta có này e sừng không hà tà, e sừng không hà tà hoặc là e thổ chân hà tà là thành công trong việc gì hoặc là thử thách trong việc gì các bạn nhé. E sừng công hà tập, e thổ chân hà tập, e chịp trung hà tập, chịp trung hà tập, à, tập trung vào việc gì đó, những cái này kết hợp với e. E sừng công hà tập, e thổ chân hà tập, e chịp trung hà tập, thành công trong việc gì, thử thách trong việc gì, tập trung vào việc gì nha. Ừ, sau khi mà thành công mà trong cái việc mà giảm cân đó, thì sao nhỉ? Nè, insangi pakwinen. Chúng ta có cái từ này, ika pakwita. Ika pakwita là cái gì đó nó bị thay đổi. À, cái gì đó nó bị thay đổi nha. À, pakwita ở đây là bị động của từ pakuta nha. Bị động của từ pakuta. Pakwita. Pakuta. Này thì sao ạ? Cuộc sống của tôi nó đã bị thay đổi nha. Nhưng mà ở đây chúng ta có định ngữ là nên khởi trường hôm hà ni. Thì gì ạ? Sao thì tôi đã trải nghiệm cái việc mà cuộc sống của mình nó bị thay đổi. Nó được thay đổi hay bị thay đổi gì đó không? Rồi, xem chờ mua nên hè cả. Chờ mua nên hè cả. Đến chỗ này thì bắt đầu có lỗi cái từ chờ mô tả. À. Ôi trời, cô hiểu rồi, cô hiểu ra vấn đề rồi. Ở đây cô xem lại chân từ điển này. Sẩm tối chạng vạng, ở đây nó có một cái từ này, khư hè ca hè. À, hè. À, ở đây là năm này hoặc là mặt trời, các bạn thử hình dung cái từ hè này này. Trời ơi, nãy giờ là gì, vì sao lại chơi này? Hè ở đây á nó có nghĩa là gì, bằng với lại gì, niên hoặc là gì ạ, nó là thời gian, thời gian. À, cô đã hiểu rồi, cô thấy cái từ thời gian kìa, bắt đầu cô mới hiểu ra. Thế ở đây có thể là năm này hoặc là mặt trời hoặc là thái dương nha, năm hoặc mặt trời hoặc thái dương. Vậy thì cô sẽ dịch lại cái đoạn ở trên, chờ mù nên hè ra là kiểu là gì ạ? Ừ, thuyền viên in xe nghe chờ mù nên hè ra. À, rồi cô hiểu rồi, ở chỗ này nó không phải là cái ngữ pháp mà a ơ ra như kiểu này, các bạn cứ ghi ngữ pháp nó vào cho cô bởi vì nó là văn nói, các bạn tham khảo thêm ha. Nhưng mà đây là gì ạ? À? Danh từ cộng với ra nên hà tà ha, ra nên, à, danh từ he ở đây là danh từ nha, xin lỗi, danh từ cộng với ra nên. À, là gì ạ? Nó là cái gì đó, là cái gì đó. Phụ nữ mà cứ đến tuổi 60 thì sao ạ? À? À, thì à, được thì người ta thường có nhiều, thường suy nghĩ nhiều rằng là gì ạ, là người ta đã gì, à, đó là mặt trời trạng vạng rồi, như kiểu là gì nhỉ, dùng cái từ gì cho nó hay nhỉ, mặt trời trạng vạng, à, ở tuổi xế chiều hả, à, kiểu vậy ha, ở tuổi xế chiều là đã ở cái tuổi xế chiều rồi, nhưng mà sau khi thành công trong cái việc giảm cân, các bạn thấy cái việc mà văn chương văn vẻ nó giúp cho các bạn dịch rất là nhiều nha, nó giúp cho bạn dịch của chúng ta rất là nhiều, cho nên là các bạn chịu khó
không đọc sách thì cũng phải đọc báo, không đọc báo thì cũng phải đọc tin tức, mẫu chuyện ngắn này nọ các kiểu nha, và tích lũy mấy cái chuyện cười nhiều vào đấy. Bởi vì họ thường khi chúng ta dịch một cái bản dịch á mà chúng ta thấy khó, và đôi khi chúng ta tìm được những cái ngôn ngữ nó cũng hoạt ngôn á, thì cái bản dịch của chúng ta nó sẽ dễ thở hơn. Còn nếu các bạn ít chịu đọc á, là cái ngôn từ của bạn khan hiếm, nó sa mạc lời đi, là hả các bạn dịch bài dở lắm, nhớ đấy nha. Rồi tí nữa thì cho cả đám đi tâm được. Thì sao ạ? Thì rồi thì tôi trải qua cái việc là gì, tôi trải nghiệm được cái việc là cuộc sống của mình nó thay đổi thì sao ạ? Thì dường như là dường như là sao ạ, cái việc mà tôi tồn tại chồn che ca tuyệt tả, cái việc mà tôi được sống, được tồn tại này, chồn che ca tuyệt tả, chồn che là tồn tại hoặc là sống nha, nhưng thì là gì ạ, dường như là cái việc mà tôi tồn tại á, gặp thần giống như là mặt trời mới bắt đầu mọc từ lúc này, chứ không phải là mặt trời đã lặn rồi, đã ở tuổi xế chiều ha. Kiểu vậy. Lúc nãy cô đọc cái đoạn này cô không hiểu, cô cứ ngẫm nghĩ mãi nhưng mà cô dịch được cái đoạn thứ hai, nhưng cái đoạn đầu thì cô lại không dịch được đấy. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Và dù là Yusipiranen đại ca và cái tuổi 60 đi, và cái tuổi 60 ha, khiến khổ rốt cuộc thì cuối cùng thì đấy trên phố khi hay ra họ nên đại ca ari ani là cô sẽ gặp khăn đã. Và rồi tôi có cái suy nghĩ rằng là cái độ tuổi 60 không phải là cái độ tuổi mà mình phải từ bỏ cái việc giảm cân ha. Rồi đằng sau thì cho bạn kháng dịch thôi ha. Nãy xem nghề đổ lỗi cho tuổi tác nè ha. Tô nên có nghĩa là hoặc là nha. Tô nên có nghĩa là hoặc là nha. Ghi vào này. Hoặc là pinkero, ơn pinkero. Lấy cái gì làm cớ nha. Ơn rưng là pinkero. Pingero, ơn pingero, lấy cái gì làm cớ ha. Thân đề là tuyệt đối là poki haji masuko cho chorom cho chân ha sơ sơ, hãy thử thách giống tôi đi nha. Cốp sẽ đọc kê phiền cho chi nên tính xe nghe thì cũng mất đến đó ha. Khiến không hả xin su sơ sơ miền cho kết tạ ư miền cho kết tạ. Chúng ta có ngữ pháp là gì? Ad os tu miền cho kết tạ, giá mà ước gì. Ad os tu miền cho kết tạ nha các bạn, ghi cái ngữ pháp đó vào. Ngữ pháp là gì? Ad os tu miền cho kết tạ. Choketa, giá mà hoặc là ước gì đó, ha, các kiểu. Qua rồi người ta mới ước ha, mất đi rồi người ta mới ước ha. Vậy vậy làm được cái gì thì cứ làm đi ha. Giá mà gì? Tôi đã trải nghiệm được cái niềm vui của cuộc sống. Piancho chita là gì ạ? Cái cuộc sống mà nó trải rộng ra, nó trải rộng ra. Rồi bạn Khánh nào, đến phần của bạn Khánh rồi. Thêm vào đó phát thêm MC chuyên nhân Mi nói là đã nói thêm rằng vào cái tuổi 60 của người phụ nữ. Phụ nữ tuổi 60. Mình đề đổi về trước này. Thường là nhiều người có suy nghĩ rằng là em có thể dịch thoát ý đồng tí. Nhiều người có cái suy nghĩ là giảm cân thành công. Chưa. Mình sẽ lấy từ cái từ trời đã xế chiều rồi, có thể nói là mình đã ở
chiều đi ha. Rồi, tiếp nào. Dạ. Sau khi giảm cân nhưng sau khi giảm cân thành công, và cảm thấy cuộc sống có sự thay đổi. Trên đây giống như để sống như mặt trời. Bắt đầu. Chúng ta sang phần
C-E-N-I-E. Bạn nhớ là gì? Danh từ mà ghép lại với nhau á, thường là gì? Cái từ ư trong trường hợp này á, nó có thể không mang tính sở hữu đâu. Nó là thuộc về, thuộc về cái độ tuổi, cái độ tuổi 60. Chúng ta dịch thì là gì? Ở cái độ tuổi 60. Nhưng mà gì? Cái tuổi này nó thuộc về cái nhóm đối tượng là 60 tuổi nha. Các bạn có thể hiểu như vậy. Cái từ ư trong trường hợp này nó mang tính là gì? Thuộc về cái trường đó, thuộc về cái trường phái đó, cái nội dung ở phía trước đó. Lưu ý là cô đọc lại nha. Dục xếp C, E, tức là từ ư đó, ư đó. Dục xếp C, E, này, E. Hai từ đều đọc là E, nhưng mà một từ là ư, một từ là E nha. Và thường sau chữ E mà sở hữu là thường tách ra. Dục xếp C, E, này, E. Chê chung khảm nhang e. Chê chung khảm nhang e. Tô chân hàn an na un sọ. Tô chân hàn an na un sọ. Tô chân hàn a na un sọ. Yun yong bi ka. Yun yong bi ka. Yuk chu mane. Yuk chu mane. Tan kilo kham nhang. Tan kilo kham nhang. Tan kilo kham nhang. So sikul chonetta. So sikul chonetta. Chậm, chul nèo kì. Chậm, chul nèo kì. Yun yong mi an na un so nun. Yun yong mi an na un so nun. Sip e e e sip e il e sip e il e sip e sip il. Xin lỗi cô đọc nhầm. E sip il e sip il. Chà xin nè. 자신의 인스타그램을 통해 인스타그램을 통해 인스타 인스타그램을 통해 mở ngoặc kép nha, mở ngoặc kép. Yuk chu mane. Yuk chu mane. Tan kilo dai dai otu. Tan kilo da i o tu song gong. Tan kilo. Tan
15년 전. 15년 전. 원피스가 마침대에 짜릿함이란 짜릿함이란 점점 대학생 때 몸무게로 돌아가니 몸도 마음도 젊어진 기분이네요. 젊어진 기분이네요. 젊어진 기분이네요. 참 나이가 60인데 지금이 제일 예쁘다는 빈말은 뭐라고 나와요? 예쁘다는 말 빈말은 아니겠죠? 물음표 0.5야 물음표 물음표 đóng ngoặc kép không biết đóng ngoặc kép là gì cứ bảo giờ quên giờ phải đóng ngoặc kép ra는 글과 함께 원피스를 예쁜 사진을 성공했다. 사진을 공개했다. 닫고 공개했다 점 줄 내리기 윤영미 아나운서
체중 감량 후에 체중 감량 후에 주변에서 một cái dấu, tức là dấu mà ngoặc đơn á, dấu ngoặc kép là hai nháy đúng không? Thì cái dấu này nó chỉ cần một cái dấu nháy nhỏ thôi. Thế thì dấu ngoặc ngoặc kép là hai nháy, thì đây là một cái dấu nháy thôi. Mở dấu nháy đơn ra. Đại ca. 60인데 어떻게 지금이 제일 예쁘냐 제일 예쁘냐 제일 예쁘냐 đóng dấu ngoặc dấu ngang nháy đơn dấu nháy đơn rồi đến chữ nên 제일 예쁘냐 đóng dấu dấu đơn đóng cái dấu nháy đơn đó đơn là một còn kép là hai đó ha 예쁘냐 đóng cái dấu đơn nè xong rồi đến chữ nên nè 말을 nên 말을 nên 말을 제일 많이 제일 많이 듣는다 제일 많이 듣는다 제일 많이 듣는다 đóng dấu ngoặc kép đóng dấu ngoặc kép mia xong rồi cắt một ô mở ngoặc kép tiếp mia rồi cắt một ô mở ngoặc kép 지금 몸무게가 지금 몸무게가 대학생 때 몸무게다 쯤 체중이 내려가니 체중이 내려가니 몸도 마음도 대학생 때로 돌아간 것 같은 기분이 들면서 기분이
네. 든다. 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 랑 막 랑. 느낌이 든다. 느낌이 든다. 랑 막 랑. 라고 밝혔다. 라고 밝혔다. 라고 밝혔다. 점, 줄 내리기. 점, 줄 내리기. 또, 윤영미 아나운서는 또 윤영미 아나운서는 뭐 할게? 여자 나이 여자 나이 60이 되면 60이 되면 인생에 인생에 처음은 처음은 해라는 해라는 생각을 많이 하게 되는데 생각은 생각을 많이 하게 되는데 최종 감량에 성공한 후에 최종 감량에 성공한 후에 재충 감량에 성공한 후에 내 일상이 내 일상이 내 일상이 바뀌는 걸 바뀌는 걸 바뀌는
60이라는 60이라는 나이가 60이라는 나이가 60이라는 나이가 결코 다이어트를 포기해야 결코 다이어트를 포기해야 하는 다이어트를 포기해야 하는 나이가 아니라고 아니라고 생각한다. 처음 나이 때문에 또는 나이를 핑계로 절대 포기하지 마시고 저처럼 영유도야 저처럼 도전하셔서 도전하셔서 꼭 새롭게 꼭 새롭게 펼쳐지는 인생의 기쁨을 인생의 기쁨을 경험하실 수 있었으면 좋겠다.
trầm.